À, chúng ta lên cái Zoom này tu quý vị sẽ kết được nhiều người bạn đồng tu. Mà mỗi ngày chúng ta lên tu Zoom chung. Vị nhớ mình quen những người bạn mà biết niệm Phật. Vị nhớ là đa phần những người niệm Phật là những người có phước báo. Cái phước báo lớn nhất của người niệm Phật là thường an lạc và thường bình an. Nhớ nghe. Nếu như mình quen được nhiều người bạn bình an thì chắc chắn cái bình an nó cũng lan tỏa ngay mình. Nên cái người niệm Phật là người rất có phước, rất bình an. Mà mình quen rất nhiều người bạn có phước thì tức khắc phước báo mình cũng phát triển theo. Tại vì cái phước báo nó nương vào cái nhân phước để phát triển mình luôn quý vị. Nhớ kỹ nha. Và những đức công nhận là cái phương pháp lễ Phật này hay. Cái phương pháp lễ Phật này nó tích tụ nguồn năng lượng cực kỳ cao. Vì tin rằng là từ sáng hôm qua nha mà cho tới giờ này luôn, những đức ngủ chắc được một tiếng hồ. Một tiếng. Mấy vị biết rằng là khi con người nó rất mỏi mệt đó mấy vị, mà lên lễ Phật, tại vì không lên tu không được. Khi lên lễ Phật rồi, lễ một thời rồi là con người thật sự có vật hiệu này vô cùng sảng khoái quý vị. À, nếu như quý vị cảm nhận được điều này tuyệt vời lắm. Và tích tụ nguồn năng lượng cực kỳ cao luôn. Làm cho đó quý vị rất tỉnh táo. Nếu như mà một con người mà thường niệm Phật lễ Phật, chắc chắn quý vị sẽ có một nguồn năng lượng cực kỳ cao đối với chúng ta và đầu óc rất minh mẫn, rất sáng suốt. Hay. Nên á, cái phương pháp lễ Phật này là phương pháp y học nữa. Nếu như những người già nhất mình khó chịu, phương pháp lễ Phật này cũng trị được cái bệnh đó luôn nữa. Trị được cái bệnh mà nhất mình nhức mỏi rồi khó chịu. Nếu như chịu niệm Phật là dễ tính. Chịu niệm Phật là dễ tính. Nó giống như coi cô kia cô gặp như đứa cô nói một câu rằng thầy biết rằng lúc trước chồng con nói một câu con cự lên một câu, chồng con nói một câu con cự lên một câu. Nè, nghe câu này những người mà bị bệnh này nghe nè, con trả đũa lại thẳng luôn, không bao giờ nhịn, nhưng hay vô cùng. Từ khi mà nghe thầy nói chuyện rồi niệm Phật lễ Phật, bây giờ chồng con la con nhịn được. Hay chưa? Đó. Mà bây giờ con nhịn được ổng rồi, bây giờ ổng lại sợ con. Ngộ ghê quý vị thấy chưa? Mình nhịn người ta rồi người ta lại sợ mình. Nó rõ ràng quý vị ơi, không phải mình chửi người ta mà ta sợ mình đâu, mà là mình nhịn người ta mới sợ mình. Tại vì mình nhịn người ta giết người ta không còn lời gì để nói mình nữa chứ. Giống như Phật nói rằng là khi người khác cho mình một món đồ mà mình không nhận thì họ nhận. Mình có quyền nhận món đồ, mình có quyền không nhận món đồ. Từ nơi đó mà một con người mà nói mình, chửi mình, gậy mình mà mình nhận thức cái những cái điều đó, nếu mình sai mình sửa. Còn nếu mà oan ức mình niệm Phật thôi, từ từ tự nhiên chuyển hóa họ luôn. Hay vậy đó. Mấy vị thấy là như như đêm hôm mình tu 12 giờ khuya, nếu mà nói chuyện luôn là 1 giờ rưỡi đúng không? Đâu phải vô nằm ngủ liền đâu đúng không? Cô Trần Lâm, đâu phải dễ đâu. Nên nên vô mà cũng dỗ dắt, cũng bèo nhèo chứ không phải chuyện giỡn đâu, phải không? Như vậy mà cả ngày nay thấy không? Tu đồ, vô từ khóa tu đồ kích liệt luôn. Không mà cái cách hay mới thấy mới, quý vị mà leo lên cái bông sen ngồi tu được thấy cũng hay thiệt nha. Nhìn thấy tự nhiên trong lòng nó phái cái chuyện giảng sanh đúng vô cùng luôn. Mấy bà này cũng hay thiệt nha. Nguyên thủy này cũng hay thiệt chứ. Và làm hiệu ứng sao hay vậy. Leo lên sen mà ngồi mà niệm Phật và tu với cái bà gì đó. Bà gì đó mà Nguyễn Hoàng le le len gì đó. Thấy không?
Từ đó bà cũng leo vào xe bà tu. Hồi tối bà tu leo vào xe một bọc nguyên bộ đồ trắng, nhìn giống Bồ Tát Quán Thế Âm ngồi đứng vào xe ghê luôn. Không? Bây giờ chúng ta đưa lên cái kế hoạch này. Bây giờ tu đây là tu với công chúng chứ không phải chuyện đơn giản. Mấy ngàn á. Nên mấy bà lên tu mấy bà cũng phải là tóc tai đồ mấy bà kẹp đồ lên cho nó đàng hoàng gọn ghẽ. Để mấy bà tu thấy cũng sáng sủa. Chứ không phải bèo nhèo đâu nghe. Tu này không phải là cái chuyện mà trước bàn thờ Phật có mình đâu. Mà tu này là để diễn cho bao nhiêu con người nhìn cái vị tu mà sáng sủa, an lạc, vui vẻ nữa chứ. Không phải mà bèo nhèo mà tu mà te tua đâu, không phải đâu. Thấy không? Nên đó... Thấy chưa? Nó tu sao mà càng tu mà càng muốn giảng sanh, mà đã càng muốn giảng sanh thì nhẫn nhịn hết. Không có thấy thiệt thòi. Cái này nhìn lúc này nhìn Đức nhắc cái này suốt luôn đó quý vị. Nhắc suốt luôn không nói lỗi người nè. Chấp nhận thiệt thòi vì muốn giảng sanh nè. Điều này là cái điều mà nếu mà mình làm được, bởi vì sẽ thấy con đường tu mình có kết quả mà người thân bên cạnh ai cũng thương. Ai cũng thương hết. Những Đức có một người chị dâu. Ý, biết không? Người chị này bất cứ chị gần ai, chị sống cũng được hết. Gần ai người ta cũng thương hết. Chị đúng có một cái tính tình như vậy. Nghe nè. Chị đúng một cái tính là quý vị biết, chị chịu thiệt thòi hết. Giống như cái tính chị là không cần phải cãi lại với mình, không cần phải hơn thua với ai. Dù la gầy chị, dù la oan ức chị, cái tâm chị cũng không cần thiết phải đối chọi với mình luôn. Nên bất cứ một người nào chỉ gần người ta là người ta thương chị. Chỉ gần người ta là người ta thương chị. Chị không tu gì nhiều cả. Nhưng mà được một cái tính tình cực kỳ đặc biệt như vậy. Nên hồi xưa mà khi mà chỉ phụ bếp Những Đức là em chồng. Mà Những Đức gây vậy chị rất là sợ Những Đức luôn. Biết. Mà làm cho bản thân mình phải cực kỳ thương chị luôn. Vì sao? Vì chị hiền quá. Mà mình rất thương chị. Mình nói rằng là ông anh mình mất sớm xa sau này mà chỉ lớn tuổi mình nói cuộc đời mình nuôi chị luôn. Tại vì sao mình thương chị cũng như là mình thương người mẹ vậy. Tại vì chị quá hiền, mà chị rất giỏi, mà chị rất hiền, mà chị rất biết chuyện. Chứ không phải là cái người hiền mà không biết gì, không phải. Chị rất biết chuyện, chị biết bên 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 chồng bên mình, chị biết rất là biết chuyện, mà chị rất là hiền, mà chị chịu thua thiệt mọi người hết. Tính đặc biệt vô cùng, gần ai chơi với ai người ta cũng thích hết đó. Nếu mình tu mà mình phát được một cái tính đó thì thôi quý vị biết độ người thân hết, độ người thân hết. Nên cái mà không nói lỗi người, chấp nhận thua thiệt không? Đây là một phương pháp độ sanh tuyệt vời nhất mà người ta phải cảm thấy là khâm phục khẩu phục quý vị luôn đó. Chứ không phải là người ta nói mình ngu đâu, phải nói là sợ mình luôn á. Tại vì người ta không thể nào làm được cái điều mà kinh khủng đó đâu. Nên mình niệm Phật làm sao mà mình phát được cái tâm đó quý vị. Bây giờ chúng ta bắt tay vào cái việc mà bây giờ làm vợ người ta, bây giờ không có cần thiết phải phải nói rằng là bây giờ mình thiệt thòi với chồng mình gì đó chứ. Bây giờ nếu thật sự muốn giảng sanh thì cực lạc, đừng có nói mình thiệt thòi với bên chồng hay chồng gì đó chứ. Họ muốn đối xử với mình như thế nào cũng được thì vì sao? Mình đem cái mạng này mình ký gỡ cuộc đời này để về cực lạc luôn. Tại vì có tranh đấu hơn thua gì thì cuối cùng cuộc đời chỉ mấy mươi năm ngắn ngủi rồi chết đi. Hãy làm một người vợ tuyệt vời. Nó, dù khổ đau cỡ nào cũng cảm thấy không khổ vì sao? Vì tương lai Phật hay là đem đài sen xuống rước mình về cực lạc. Nó giống bây giờ bà Nguyên Thủy bà ngồi trên hoa sen là bà muốn giảng sanh đó. Đã là bà muốn giảng sanh rồi thì bây giờ bà chịu thua thiệt hết. Bà không thấy thiệt thòi gì hết trơn á. Nó. Vậy nó nghe mà không có việc gì làm mà niệm Phật hoài đố mà đói. Bà mà đói thì nuôi bà luôn, nó thiệt luôn. Đố mà cái người niệm Phật mà đói đó, xin thưa với quý vị thử đi, quý vị thí nghiệm thử đi. Ngày nào quý vị cũng tu năm thờ đi, không bao giờ quý vị đói. Tại vì sao quý vị biết không? Cái người bạn niệm Phật quý vị đa phần là những người cực kỳ có phước. Trong cái số lượng những người niệm Phật này đa phần là người không khổ đâu quý vị à. Họ không có đến nỗi là khổ đâu. Họ nuôi một mình không có ăn thua gì chứ á. Mà không người này hộ trì người khác hộ trì quý vị liền.
Không có nhà này cho quý vị ở, nhà khác sẽ mời quý vị đến ở. Lạ như vậy. Nên Hòa Thượng Tịnh Không nghe nói rằng cái người niệm Phật là người đại phước báo. Vì gặp một người niệm Phật, quý vị nên cúng dường cho họ và hộ trì cho người này. Những đức nói cho quý vị nghe nè, ở trong chùa không được thì ở ngoài niệm Phật, ở trong chùa niệm Phật không được thì ra ngoài niệm Phật, ra ngoài mà chăng thật niệm Phật, bao nhiêu con người muốn rước quý vị về nhà. Quý vị tin 100% quý vị mà chịu niệm Phật đi, người ta thích rước quý vị về nhà, ai cũng muốn rước quý vị về nhà chứ nghe. Nó, quý vị giống như một là cô dâu dễ thương vậy đó, ai cũng muốn đem kiệu đến rước quý vị về hết trơn á. Cái này là rõ ràng luôn, nếu quý vị chịu tu, chịu tu. Nếu quý vị không chịu tu, người ta có rước về, người ta cũng muốn đuổi quý vị đi nữa. Tại vì người ta rước về rồi, người ta không thấy bị tu hành gì hết. Tối ngày cứ lông nhông khơ. Không chịu tu, thì người ta muốn đuổi mình đi luôn. Còn nếu như quý vị về nhà, người ta mới bị chịu tu nghe. Người ta mừng vô cùng, và người ta thật sự người ta rất quý quý vị luôn. Còn người khác cũng muốn rước quý vị về nhà, ai cũng muốn đem kiệu đến rước quý vị về. Tại vì sao? Vì quý vị chịu tu ở nhà người ta. Nhà người ta mà có một người tu thì cái nhà người ta nó bừng sáng lên luôn vậy đó. Nó làm trong gia đình người ta giống phước báo lên vậy đó, không phải giỡn đâu. Nên ai mà thất nghiệp cứ niệm Phật đi. Đây chưa chắc là khổ đâu quý vị. Chưa chắc là khổ đâu. Tại vì sao? Cũng có cơm ăn áo bằng à. Đừng có lo. Nên á, mình là người biết tu nghe quý vị, tuyệt vời lắm. Giống như bây giờ bên ngoài trời đang mưa gió này kia, mình tu tập xong ngồi nói chuyện Phật Pháp à, không đến nỗi khổ đâu. Nó những đức thấy mà những gương mặt thân quen tu mỗi ngày, những đức nè, những đức thấy rõ ràng. Quý vị nhìn trong màn hình thôi nghe, mà mỗi một người nó có một cái vẻ sáng sủa khác nhau. Ai cũng có duyên phước lạ kỳ đó. Ông cụ bà cụ này biết niệm Phật thì con cháu đứa nào cũng thương, không cần nói nó một tiếng nào hết trơn á, nó gặp nó cứ cho tiền bỏ túi hoài. Còn không niệm Phật rồi cứ nhằn, nó gặp, nó gặp đầu này nó tránh đầu khác, nó gặp đầu khác nó tránh đầu kia, nó gặp mình là nó trốn. Còn mình mà lo niệm Phật mà mình dễ tính là nó gặp mình nó sáp lại gần. Thật sự mà ai cũng thích, thật sự mát mẻ quý vị ơi. Không ai mà thích mà gặp mình mà nóng bức đâu. Nên người ta thương mình là ngay cái chỗ người ta gặp mình là người ta thấy vui à, ta gặp mình là có nụ cười à. Nên bây giờ những đức nói thật sự, bây giờ rất nhiều người người ta muốn gặp những đức đó quý vị à, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Người ta thích gặp những đức mà người ta gặp là người ta vui á. Tại vì sao? Vì mình có cái năng lượng làm cho người ta vui. Chứ mình đâu có đòi hỏi bất cứ cái gì với người ta đâu. Nó sống chảy lòng, sống thoải mái, sống an lạc, biết đủ thường vui. Nó đặc biệt chưa? Nó, bà Hoàng mới ngồi trong bông sen ngon lành, cố gắng. Thấy không? Vì hoàng mây len nữa. Nên từ nơi đó mà siêng năng niệm Phật như bà Nguyễn Phương vui vẻ đấy chứ. Nó cứ mà niệm Phật vậy đó, cứ mỗi ngày niệm Phật lễ Phật vậy đó, mà sống những ngày tháng tuyệt vời. Những cái bệnh nho nhỏ, những cái buồn nho nhỏ biến mất, rồi tới tiếp tục những cái túc nghiệp khổ đau từ từ cũng biến mất luôn. Có nghĩa là cái khổ đau trong cõi đời từ từ biến mất luôn, mà sanh tới về thế giới cực lạc luôn. Nó đặc biệt chưa? Cứ niệm Phật lễ Phật đi, những đức nó một nguồn năng lượng, một cái nguồn năng lượng tuyệt vời, rất là lớn, tích tụ được cho chúng ta. Con người mà quý vị biết có ngủ nghe gì đâu, không ngộ nghe quý vị. Tu nhiều nghe quý vị, ăn ít, ngủ ít, nhưng mà ăn ngon, ngủ ngon. Lạ không? Ăn ít mà ngon, ngủ ít mà ngon, mà tỉnh. Kiểu này bởi vì đâu có tốn gạo nhiều đâu quý vị. Thấy ăn ít xịt à. Thấy chưa? Nó lạ lắm, cái công đức niệm Phật, cái công Phật hiệu này không đơn giản. Nó phải nói là công nhận là không đơn giản. Bởi vì phải nói là phải đủ thiện căn mới tiếp nhận công Phật hiệu này. Mà tiếp nhận rồi là mê luôn. Những đức nó thật sự quý vị tu với quý vị ghiền luôn á. Cái tờ khóa mà những đức đưa ra cái cho cái room này, tôi bị tu bảo đảm 100% bị ghiền. Còn ai không ghiền là nghỉ tu. Thì sao bây giờ?
Thấy không? Tu giết nhiêu đây mà tu mà không ghiền nữa thôi thì người này khỏi tu luôn đi. Tu nhiêu đây mà nói là tu nhiều nữa thì thôi khỏi tu luôn. Nhiều gì nữa, giờ có chút xíu à. Quý vị cứ nghĩ nè nha, một tiếng đồng hồ chút xíu qua tiếng, 40 phút chút xíu qua 40 phút, nên không thời nào bỏ chứ. Nó không thời nào bỏ chứ. Nên những đức nghĩ nghĩ rằng những người mà được chồng hộ trì cho mà tu nghe, ổng đi làm kiếm tiền về ổng lo đó nghe, quý vị là đại phước báo. Nó gặp ổng về cái là nói vậy nè bà Tràng Lâm. Gặp ổng về là nói: "Ngày nay tôi tu được mấy thờ chia cho ông phân nửa nghe." Nó nên đó, tự nhiên đặc biệt vô cùng. Tết năm nay quý vị ăn Tết tại nhà. Này là tôi nêu lên chương trình thôi nghe, còn quý vị tỷ vị chứ tôi đâu có ép. Ăn Tết tại nhà năm nay cửu quyền thất tổ ông bà mình năm nay nè, tại gia đình. Mùng 1, mùng 2, mùng 3. Nó tu xuyên suốt 12 giờ khuya đêm nào cũng tu. Nó rồi lễ với Di Đà năm nay tổ chức đạo tràng trên không trung. Phát động chương trình này để lắp lên một cái trang sử mới của cái pháp tu này luôn, trong thời đại 4.0 luôn, thử coi sao. Nên thật sự như Đức thấy ở đây là một cái pháp tu, và đây là một cái đạo tràng trên không trung, là Phật A Di Đà sắp xếp với chúng ta. Và quý vị càng ngồi suy nghĩ quý vị mới càng thấy cực kỳ phù hợp luôn. Đây là cái việc mà Phật pháp thịnh vượng ngay cái đạo tràng trên không trung này nè. Vì sao quý vị biết không? Vì Phật pháp cấm tại gia đình. Tại vì Phật pháp là vì chúng sanh. Bây giờ chúng sanh bận bịu ngay gia đình mà tu được, đây là Phật pháp thịnh vượng. Đó. Như những đứa thấy nhà của cô mà bé Tư là phước báo. Nó thật sự. Cha mẹ rồi con cháu gì tu tràn ơi. Tu hết trơn. Những đứa nói quý vị, không phải nhà cao cửa rộng gì, không phải giàu sang phú quý gì, nhưng mà lạ thay cái gia đình mà như vậy là gia đình có phước báo. Ôi ơi, rõ ràng luôn, cha mẹ già mà tu hết trơn, rồi bả tu, rồi con trai bả tu, rồi con gái tu, chị gái tu, rồi bé gái tu, bạn bè tu, nó không cười xuyên suốt luôn mà. Nó mà sáng sủa mà thấy làm việc, mà thấy 12 giờ khuya thấy ba lễ Phật. Có khi những đức vô, những đức thấy ba lễ Phật mình bà. Nó ba lễ Phật rồi chút bà đi nấu đồ chay. Đặc biệt chưa? Nên những đức nói đây là đại phước báo nè, nè đến đây là bà em tu kế mẹ, còn đây là bà chị Nguyễn Thị Thu Hà. Nó tham gia đình biết tu hết chứ. Hay chưa? Nó ở đây diệu hỷ gì đó. Nó không cả gia đình 4-5 người tu hết chân đấy chưa? Nó giờ minh tâm gì, minh tâm minh gì đó, ninh thuận gì đó. Nó ngồi tu tại gia đình tu hành gì, nó diệu tịnh mà gia đình tu suốt luôn đó, thấy không? Cứ vậy mà làm hoài vậy đó, bởi vì thấy cái sự an lạc. Không, bây giờ chúng ta bây giờ mỗi lần mà tu xong mà nói chuyện là cứ tán thán câu Phật hiệu hoài vậy đó. Những đứa nghĩ là chắc không có nhàm nói, vì bây giờ mình chưa về cực lạc mà tán thán gì bây giờ, cứ tán thán câu Phật hiệu hoài thì mình không có nói chuyện chuyện này chuyện kia, năm trên năm dưới của người ta. Còn mình nghĩ rằng bây giờ nói gì nó nói hoài sợ nó nhàm, nó lạc qua cái đề khác là nói chuyện tầm bậy rồi đó. Nói chuyện của thiên hạ đó, là tào lao, thấy không? Thôi bây giờ cái chuyện của mình bây giờ là muốn sanh cực lạc nè và liên thu. Nào. Bà hiểu không? Bây giờ muốn sanh cực lạc, bây giờ nhắm ngay mục tiêu niệm Phật sanh cực lạc đi. Đã quyết định sanh cực lạc là mấy bà làm vợ tuyệt vời đi. Chắc chắn là ông chồng nào bây giờ ông này bây giờ ông ra ngoài ông nói chuyện được á, nghe không? Làm vợ cho tuyệt vời đi, tại gia đình lo tu hành đặc biệt đi. Nào, lo tu hành rồi mấy bà làm vợ đặc biệt đi nghe. Nào, làm chồng đặc biệt, làm con đặc biệt. Nào, đối với cha mẹ hai bên nhiệt tình hết mình. Lo lắng cứ nhiệt tình như vậy đi là tuyệt vời đó quý vị. Nào, nên là bữa nay chủ nhật nào, cộng tu cũng rất đông. Nào, những đức từ ngoài kia những đức chạy về, ý quên ở đây tại chỗ này tu hành luôn. Chạy lang thang mà nó thật sự mà nói cũng phải canh giờ tới giờ tu, vô tu luôn. Không đơn giản quý vị ơi. Ừ. Nên là nó nên cái gì cũng không có giấu được hết trơn á. Nên là không, mà kệ ở đâu cũng được, miễn là tới giờ lên tu quý vị thôi, đúng quý vị?
Không mà bây giờ nhà nước nói bắt cái đoạn cũ mà cho vị tu mà nhà nước đi lang thang có không được nha quý vị, lương tâm không cho phép nghe. Nên bây giờ mà nhà nước mà bận cái gì, bữa nào mà nhà nước bận, nhà nước nói với vị là bữa nay bắt cái bài cũ. Thí dụ như vậy mà bây giờ là phải tranh thủ, không có bỏ buổi nào chứ á, buổi nào mà bỏ chứ á, vì ghiền rồi, ghiền niệm Phật rồi đó, hồi đó là ghiền ghiền làm việc, bây giờ ghiền niệm Phật, thấy không? Không, bây giờ là phải bắt tay vô việc mà niệm Phật nè, tương lai mình gặp nhau thế giới cực lạc nghe mấy bà, thấy không? Tương lai gặp nhau thế giới cực lạc, thấy không? Nhất định là phải gặp nhau thế giới cực lạc nghe. Ai muốn gặp nhau thế giới cực lạc đưa tay lên coi. Ừ, đưa hai tay hai chân luôn, thấy không? Để quyết tâm về cái thế giới cực lạc nghe quý vị, thấy không? Nhịn hết, nhẫn hết, không nói với ai, chứ ai nói với mình niệm ai với Đà Phật, không muốn nói ai gì, không muốn thờ hơn thua với ai chứ. Nãy những đức đang lễ Phật, tự nhiên khởi vọng tưởng lên rằng mình bây giờ được niệm Phật lễ Phật chung gì, tương lai mình ở thế giới cực lạc, mình ở trong đạo tràng Đức Phật A Di Đà, cùng nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp, rồi mình tất cả chúng ta sẽ đi tha phương pháp giới đi độ sanh. Nghĩ đến điều này tự nhiên trong lòng mình nó an lạc lắm quý vị, dù là cũng vọng tưởng đó, nhưng cái vọng tưởng của nó thiện, thiện quá nha. Thật sự thì phải nhớ là mình ở cái nhân địa này, cái tâm mình sao thì quý vị sẽ biết được cái quả tương lai bị quý vị đi độ sanh cái quốc độ sao. Thì giờ mình đọc cái kinh Vô Lượng Thọ mà nhân địa tu hành của Pháp Tạng tỳ kheo, mình biết liền gì đâu. Thí dụ như mình ở đây mình hoan hỷ tha thứ hòa hợp độ sanh sao, thì tương lai vì sẽ đến cái quốc độ tiện lợi độ sanh sao. Còn ở đây mình câu có khó chịu sân si đấu đá trở ngại rồi cuối cùng giáng sanh, thì quý vị sẽ đến cái quả địa mà quý vị độ sanh đó là hoàn toàn trở ngại. Cái nhân văn mà quý vị quá độ khó khó độ, giống như văn chợ ở đất hở không. Tại vì quý vị đã gieo cái nhân chợ ở đất hở, thì khi quý vị đi đến cái quốc độ độ sanh mà tương lai về thế giới cực lạc mà mình đến đi đến đó mình độ đó, là mình toàn mình gặp toàn văn thứ dữ không, nó cũng khổ lắm quý vị chứ không có chuyện gì. Còn đời này của mình á, thí dụ mình ở cái cõi này đi, mình đang niệm Phật và mình đang tu hành đi, bây giờ ví dụ như ai chửi mắng nói mình oán ức gì, mình hoan hỷ hết, mình hoan hỷ hoài luôn, thì mình đột phá vào tâm của họ, tâm Phật họ phát ra, cuối cùng là họ hóa giải với mình, họ hóa giải rồi xong mình về cực lạc là tương lai á, mình độ họ thuận tiện dữ lắm. Cái quốc độ mà mình độ rất tiện lợi, người dân hiền hậu mà, dễ thương không mà, dễ thương giống như người dân hiện tại đang ngồi đây vậy đó, đó. Thấy chưa? Đó, nên từ nơi đó. Còn nếu không nếu mình trà trộn vào cái quốc độ mà cực kỳ khó độ, họ không có thuận với mình, kênh với mình không à, tại vì cái nhân mình đã gieo thành tựu vậy rồi, cái nhân mình gieo thành tựu đã là như vậy thì cái quốc độ độ sanh mình nó không đặc biệt, chắc chắn luôn. Bởi vì nghĩ đến chỗ này tự nhiên trong lòng vị sẽ tha thứ dữ lắm, và tâm lượng vị sẽ mở rộng lớn lắm. Quý vị ngồi suy nghĩ nè, thấy không? Bây giờ những đức chưa về thế giới cực lạc thôi, mà quý vị bây giờ nói cái quốc độ mà những đức đang hướng dẫn thôi, thì quý vị thấy cái sức mở rộng chưa? Hồi đó thì những đức ở trong một phạm vi, còn bây giờ những đức đi ra tới không trung luôn rồi, thì quý vị biết bây giờ cái lớn cỡ nào ở cái quốc độ này, giờ chứ không không thể nào so sánh với không trung được, cái nhà có lớn cỡ nào cũng không thể nào so sánh với bầu trời được, đúng không?
Nhìn không có gì nhưng lại có những cái có nhưng mà lại không, thấy chưa? Không, mình ngồi suy nghĩ nghe. Thì bây giờ quý vị thấy cái phạm vi mà chúng ta đang đang học tập về niệm Phật để cầu sanh cực lạc, cái phạm vi nó quá lớn. Thí dụ như giờ như Đức đang ngồi đây thôi, cái nơi rất nhỏ, nhưng mà cái nhỏ này nó lượng đến từng nhà quý vị đây. Hiện tại mấy ngàn ngôi nhà như Đức đang ở đó, mà nó còn phát huy rộng ra nhiều cái phạm vi khác nữa. Có nhiều người ta không biết vô room nữa nè, người ta cầm chiếc máy người ta cùng tu chung nè, rồi những người ta đem máy niệm Phật này nhiều lắm. Thế cái phạm vi mở rộng của chúng ta bây giờ là ra tới không chung, ra tới một bầu trời lớn hơn. Mà đã là không chung thì tặng hư không có pháp giới. Nếu như cái phạm vi này mà mình mở tâm lượng rộng ra nữa thì chắc chắn là thế giới cực lạc mình phải về thôi, không nói vòng vo. Chắc chắn phải về thế giới cực lạc thôi. Cái tâm mình phải có lòng tin cực điểm như vậy đó. Cái lòng tin mình là nhất định Phật ấy là sẽ rước mình đến cực điểm như vậy đó. Và tất cả những ý niệm gì của mình là ý niệm tương lai mình giúp chúng sanh hết. Bây giờ mình chưa đủ nhân duyên làm được điều đó, bản thân mình cũng suy nghĩ tương lai nhất định mình về cực lạc mình sẽ độ sạch. Quý vị đừng có gấp gáp, đừng có vội vàng, cứ là lo niệm Phật đi, thì tất cả những người thuận, những người nghịch, quý vị sẽ độ họ hết. Vì khi mình về thế giới cực lạc, cái chí của mình lớn vô cùng, cái chí nó lớn, tặng hư không có pháp giới luôn, chứ nó không có đơn giản. Còn ở cái cõi này, cái chí của mình như con chí vậy đó, nhỏ xíu xíu à, thấy chưa? Nên cái phạm vi mà mình mở rộng ra nó không có lớn. Nên mình về thế giới cực lạc, mình nương vào cái bổn nguyện Đức Phật A Di Đà mà mình sanh tâm Phật. Mình nương vào bổn nguyện Đức Phật A Di Đà mình sanh tâm Phật. Mà mình sanh tâm Phật rồi là cái chí của mình nó bao la vạn trượng. Vạn là cái chữ vạn là vô lượng đó quý vị. Cái chí mình nó vô lượng. Thì lúc đó quý vị yên tâm, thuận nghịch gì đến với quý vị rồi là thu phục hết. Tại quý vị biết họ đang cần cái gì, họ đang muốn cái gì từ mình đáp ứng nhu cầu cực kỳ phù hợp luôn, nên mình độ được hết trơn. Còn bây giờ thì mình không biết. Nà, thí dụ như bây giờ họ thích ăn trái cóc mà mình đưa trái ổi, nó đâu chịu ăn đâu. Nó thích ăn trái ổi mà mình đưa trái sa ri, nó không chịu ăn. Còn khi mình về thế giới cực lạc là mình biết họ đang thích ăn trái ổi, mình đưa trái ổi. Mà mình biết họ thích ăn trái ổi loại gì nữa chứ, ruột đỏ hay ruột trắng nữa chứ. Đó. Nên đó là cái mà điều mà chúng ta chia sẻ rất dễ hiểu. Khi vị nghĩ đến điều này rồi trong lòng quý vị chèn ô nó an lạc, nó tuyệt vời như thế nào á. À, rồi vì sẽ thích thú niệm Phật rồi tự nhiên có Phật hiệu trong tâm bị nó lưu sức ra nghe. Vì lên cầu thang, quý vị đi vòng vòng nhà, quý vị đi cắt rau, quý vị xào đồ ăn, quý vị trong tâm quý vị nghe, lưu sức ra nghe. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, nó vui thiệt là vui. À, lúc đó rồi quý vị biết rằng là ăn mặn, ăn lạc, ăn ngọt, ăn cay, ăn đắng, ăn sao cũng cảm thấy vừa bụng. À, ngon thì ăn nhiều một chút, không ngon thì ăn ít một chút. Tâm rất dễ tính. Lúc đó rồi quý vị chưa về thế giới cực lạc thôi mà mình đã cảm giác có sự an lạc của cái niệm Phật. Nên tại sao cái người ngày xưa người ta thích niệm Phật đến mức mà người ta niệm nó gọi là đi đứng nằm ngồi người ta niệm. Tại vì sao? Vì người ta an lạc quá. Ý biết rằng khi niệm Phật là mình đang phát triển cái tự tánh Phật, mà tự tánh Phật là nó giống như nó hóa giải hết sự quán thù. Tự tánh Phật mà hiển lộ thì giống như nó hóa giải hết sự quán thù luôn. Con người mình khổ đau là do gì? Cái tâm tình chấp gì 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 thương hận của mình nó nằm trong, thương ghét nó nằm trong, nên mình bị cái sự câu thúc của vui khổ. Muốn nghĩa là mình chấp vui thì đi đến cái khổ, mà mình chấp khổ thì nó càng khổ thêm. Thì mình thấy không? Chấp vui đi đến cái khổ, mà chấp khổ càng khổ thêm. Đó, giống như mình ăn chén cơm ngon, ăn hai chén ba chén nó ngon nhưng mà nó no quá nó trở thành khổ, mà khổ mà tiếp tục mà ăn thêm nữa thì nó càng khổ thêm đó. Nên từ nơi đó mà cái chữ Phật là nó giải luôn vui, nó giải luôn khổ, nên nó sanh lên cái pháp lạc này tuyệt vời nè quý vị. Nó nên bây giờ chúng ta nè đi vào công phu nè, mỗi một
Còn nói chuyện của chúng ta nó có trọng lượng. Nó không có còn những cái phạm vi mà chúng ta mới bị câu thúc từ cái hoàn cảnh xung quanh mà con người nhân sự. Hồi đó là mình nói một chút là vô con người nhân sự nhiều quá. Nó lạc phạm vi niệm Phật giảng sanh của mình đi. Còn bây giờ là mình chú tâm vào chuyện niệm Phật giảng sanh, vì bây giờ những đức chỉ có một mình đơn coi thôi. Và thế giới cực lạc thôi. Còn quý vị thì bây giờ quý vị mỗi người là mỗi gia đình rồi. Mỗi người tự lo rồi, những đức đâu có dính vô cái chuyện này đâu. Nên bây giờ cái phạm vi nói chuyện của những đức là thế giới cực lạc. Và cái tâm như đức là đặt ở thế giới cực lạc. Dù bây giờ thang đang còn ở tháp ba. Tổ sư nói rằng là thân cái còn ở ta bà, nhưng tâm đã ký gỡ cái thế giới cực lạc đó. Nên từ nơi đó mà câu Phật hiệu mình lưu sức ra rồi nó phát tâm rộng lớn. Khi nó phát tâm rộng lớn rồi, cái phạm vi mà chúng ta hiện tại thôi, thấy mở rộng chưa? Hồi đó đạo tràng mình không phải là đạo tràng thì không chung nha quý vị. Dù có lớn cái nào không phải gọi là đạo tràng thì không chung. Nhưng bây giờ đạo tràng chúng ta gọi là đạo tràng không chung. Cái chữ không chung nó không đơn giản. Không chung là tận hư không có pháp giới quý vị. Cái tần số niệm Phật của chúng ta đang lượng đây này là nó xa rộng lắm, không giỡn đâu. Nó không phải là phạm vi những đức với cô Diệu Ngọc, những đức với cô Khang An, hay những đức với cái cô An Liên, hay những đức với cô Viên Minh, rồi những đức với chú mà Lê Văn Nhân, không phải nữa. Mà là tần số này nó lượng rộng vô cùng luôn. Mà cái tần số lượng câu Phật hiệu này nè, theo cái tần số đó, chúng sanh nó trong tần số mà khi mà nó lượng đến mình đó, là chúng sanh theo cái tần số đó nó được cảm hóa. Không đơn giản. Tại vì cái lời nói mình là nó cảm với con người nhân sinh cùng nhân sinh. Nhưng mà trong cái nhân sinh lời nói nó đi theo cái tần số không chung này, nó độ chúng sanh ở trong không chung. Đến chỗ này đúng là tuyệt. Nghe đến chỗ này quý vị thấy mát mẻ trong lòng, quý vị thấy tuyệt vời chưa? Có nghĩa là Phật Bồ Tát nói rằng bây giờ ông phải làm cái việc mà cái tần số ông phải đi đi lượng trên không chung. Vì chúng sanh trên không trung nó đang bị khô héo, đang bị nặng nề, đang bị khó chịu, nóng bức. Thì cái tần số niệm Phật này lướt theo chỗ đó. Nó làm cho những cái chỗ khô hạn, nắng nôi, bực bội, khó chịu đó được tưới tẩm mát mẻ như từng giọt nước cam lộ của Tây Quan Âm Bồ Tát rải xuống. Nên quý vị biết rằng là cái đạo tràng không trung này lợi ích không thể nghĩ bàn. Nếu như một cái quốc độ nào, một cái đất nước nào mà có nhiều cái đạo tràng không chung niệm Phật như vậy là đất nước đấy đại phước báo, 100% là đại phước báo quý vị. Biết thế giới cực lạc vì sao bình an vậy không? Vì người ta niệm Phật. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng ngày từng nói một câu rằng ở cái cõi này quý vị tạm dừng cái việc học lại đi. Học đây là ngài ý ngài nói là quý vị đi lang thang, nó biết tịnh độ rồi mà đi quá trời nơi, đi tìm kiếm quá trời chỗ, vì tạm dừng đi. Bây giờ thế giới cực lạc đi, rồi quý vị đi học tha phương khắp pháp giới. Vì cái căn bản của trí tuệ, gọi là căn bản trí đã có. Mà căn bản trí đã có thì tiếp nhận, tiếp thu tất cả những lời giáo hóa của mười phương chư Phật, chúng ta sẽ rót thẳng vào tâm. Còn bây giờ cái căn bản trí mình nó không có, mà cái tạp tâm mình nó quá nhiều, mà càng đi tìm thêm thì tạp càng nhiều. Càng đi tìm thêm thì tạp càng nhiều. Nên bây giờ chúng ta lắng động tâm lại, chủ tâm ngay câu Phật hiệu. Hay. Chủ tâm ngay câu Phật hiệu. Rồi ngày mở rộng phạm vi ra rằng cho những người thích học, nói rằng vì về thế giới cực lạc đây muốn học đi học bao nhiêu thì học. Một bài giảng của Phật A Di Đà thôi. Một bài giảng của A Di Đà Phật vì ngồi thánh chúng ngồi với nghe thôi, gọi là thánh chúng. Nào. Còn mình ở đây giỏi lắm là đại chúng. Còn gọi là tạp chúng đó, tạp là nhiều tính tình đó quý vị, chưa gọi là thánh chúng quý vị. Thế giới cực lạc chúng ta đang ngồi nghe Phật A Di Đà thuyết pháp gọi là thánh chúng cực lạc, thượng thiện cực lạc đang ngồi nghe Phật A Di Đà thuyết pháp. Thì trong phạm vi hóa độ đó của một bài pháp Phật A Di Đà thôi, thì tất cả những hàng thánh chúng bên dưới, người tu pháp nào được độ pháp này, tuyệt chưa, quá tuyệt vời đó. Còn mình bây giờ thì căn bản trí mình chưa có nè, mình lỡ mình nghe môn này môn kia môn nọ thì nó bỏ vào, nó thành tạp hết. Dù là pháp nhưng thành tạp hết, nó không khai thông. Không khai thông thì thành tạp thôi. Giống như bây giờ mình đang mù mờ chưa biết đường để đi đến mục tiêu, mà mình càng đi nhiều con đường thì nó càng xa phạm vi ra, nó càng xa phạm vi để đi tới mục tiêu đó.
Nên một câu Phật hiệu này là một con đường vô cùng thẳng đi về thế giới Cực Lạc. Nếu như thật sự chúng ta muốn về thế giới Cực Lạc thì nên một câu Phật hiệu này là mục tiêu chuẩn nhất. Cứ ở nơi nào lo niệm Phật chân thật nơi đó đi, Phật A Di Đà nhất định sẽ đến. Phật A Di Đà nhất định sẽ đến. Quý vị cứ yên tâm đi. Đức Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ của Ta Bà, Đức Phật A Di Đà là giáo chủ Cực Lạc. Hai vị giáo chủ này kết hợp lại để độ sanh. Đức Thích Ca Mâu Ni thì độ sanh trược ác, ngũ trược ác thế. Phật A Di Đà thì phát triển một cái quốc độ tuyệt vời. Sự khổ đau là giống như cái sự mà nghèo nàn đi, coi Ta Bà giống như nghèo nàn đi. Còn thế giới Cực Lạc thì cực kỳ giàu sang, nói dễ hiểu đó. Thế bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni ngài muốn đưa nhân dân của ngài di dân qua Cực Lạc Tây Phương. Mà hai vị này đã kết hợp bắt tay nhau và chấp thuận, gọi là ký hợp đồng đàng hoàng. Chỉ cần người dân nào của cõi Ta Bà mà muốn di dân qua thế giới Cực Lạc thì Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp đón. Mà tiếp đón đây không phải là ngày ngày sai sứ giả qua rước, hoặc là sai người dân ở thế giới Cực Lạc đến rước, mà đích thân Đức Phật A Di Đà đến rước luôn. Tuyệt vời. Nghe đến chỗ này rồi quý vị cảm thấy nè, con người nó lăn lăn cõi lòng. Quá Đức Phật A Di Đà tuyệt vời. Có nghĩa là ngài quá khứ là thành kính, không nói dòng do. Nhưng quý vị coi, có cái quốc độ nào, có đất nước nào mà hai đất nước ký hợp đồng gì đó mà người dân qua đất nước khác mà cái người chức lớn nhất của một đất nước mà ra rước, quý vị? Không có đâu. Không có đâu. Chỉ có cái việc mà Đức Thích Ca và Đức Phật A Di Đà, mà Đức Phật A Di Đà cái tâm ngài cực kỳ lớn, bởi vì mười phương chư Phật tán thán ngài là đúng rồi. Mình là một chúng sanh nhỏ bé ở cái quốc độ Ta Bà trược ác khổ đau này nè. Như vậy mà chỉ có niệm danh hiệu ngài mà đích thân ngài đến ngài rước mình. Thì nghĩ sao quý vị? Mà ngài đến ngài rước, ngài đi cùng với hai vị mà cẩn thận thừa tướng sát bên cạnh ngài là Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát đi chung. Và tất cả những hàng thánh chúng mà đi theo cùng rước chúng ta là tất cả những người đã từng có duyên với chúng ta. Tuyệt chưa? Đó, nên quý vị biết rằng là hiện tại ở cái cõi này quý vị, nhân duyên quý vị độ sanh, nhân duyên quý vị kết với người thiện nhiều cỡ nào thì quý vị biết cái phạm vi mà khi quý vị giảng sanh mà người đến tiếp dẫn quý vị nhiều cỡ nào. Nhiều cỡ nào. Đó. Nghĩ đến cái chỗ này rồi trong lòng tha thứ hết trơn. Không có buồn ai nữa chứ. Thí dụ như bây giờ người ta thương mình đi, mình sẽ độ người ta về Cực Lạc. Người ta chửi mình đi, mình cũng sẽ đổ người ta về Cực Lạc. Vì người ta chửi hoài luôn, chửi đến lúc hết chửi rồi thì giống như đoạn đường rồng rền để đi qua rồi thì đi đến đoạn đường bằng phẳng. Hiểu không? Mình hãy chấp nhận nó sẽ đi đến con đường bằng phẳng liền. Bây giờ quý vị coi, nếu như những đứa cảm giác những đứa ra ngoài bị thiệt thòi thì làm sao có ngày hôm nay? Nhờ dụng công niệm Phật mà cảm giác của ngày hôm nay nó mới có được cái việc này quý vị ơi. Thật sự mà nói, trong lòng bây giờ nó dạt 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 vào. Vô cùng, không phải đơn giản quý vị ơi. Cái cảm giác này nó lui sức ra từ cái giờ công phu tu tập. Nó không phải là một cái sách vở gì để trước mặt để mà mình theo cái lịch trình để mình nói không có. Mà đây là một cái sự dạt vào tự nhiên. Những đứa tin chắc rằng Đức Phật A Di Đà ngày rất thương mình. Nên cỡ nào thì ngài ở cái quốc độ ngài có cái nguyện, ngài chéo chéo cho mình vài cái quang minh lên bản thân mình, nó sáng suốt cái nội tâm mình. Tự nhiên những cái điều nói này nó làm cho những con người niệm Phật đó quý vị được giống như quý vị được xông ớp bổ nguyện mà cảm thấy con người nó an lạc vô cùng. Chàng ơi, mỗi buổi sáng mà như vậy thì một ngày nó an lạc cỡ nào quý vị? Mở mắt ra liên phượng. Nó từ nó đó mà nghe mà ấp hơi đến mức mà nhắm mắt luôn. Bộ quyền Di Đà không đơn giản ơi, sáng nào mà cũng tu tập xong mà nghe như vậy rồi quý vị thấy không, không cần tốn tiền xe đi đâu. Nó thấy chưa, không cần tốn tiền xe đi đâu, giảm tối đa vì những việc thị phi đông người mà tại gia đình
người thân con cháu gì cũ quyền thất tổ đều được nhờ hết trơn. Tại vì sao? Vì ông bà tổ tiên mình lúc nào cũng thương con cháu, nên lúc nào cũng ở bên cạnh trong nhà mình nhiều lắm. Nếu giờ tại nhà quý vị như vậy thì ông bà tổ tiên được nghe rồi. Ông bà tổ tiên rất là khổ khi chưa được siêu thoát. Họ nghe điều này, họ nói ô thì ra có một cái quốc độ tuyệt vời như vậy sao? Như vậy thì tôi muốn về thì phải làm sao? Nó là niệm Phật. Giống như đứa bé 5-6 tuổi, người cha tụng kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, người cha nói thế giới cực lạc an vui tự tại như nãy giờ nói nè. Đứa bé hỏi cha ơi, thế giới cực lạc tốt như vậy sao cha không về? Người cha nói rằng cha chưa về được, chưa đến lúc phải về. Đứa bé nói vậy thì con muốn về thế giới cực lạc phải làm sao? Người cha nói chỉ cần con chân thật con niệm Phật, con muốn về thế giới cực lạc. Niệm như thế nào? Niệm A Di Đà Phật. Đứa con nói dạ gì con niệm Phật. Đứa bé tâm trong sáng vô cùng, nghe người cha nói đúng một câu, bé không biết gì để mà nghi nữa. Bé niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật. Như vậy mà bé niệm vài năm sau thôi. Đây là thị hiện đó nghe. Cho vị thấy cái lòng tin trong sạch á. Thì một ngày nọ đứa bé nói ba ơi, 3 ngày sau Phật ấy đã đến rước con lúc 12 giờ trưa. Mà sao tới ưa giờ lựa 12 giờ trưa nghe. Linh, linh với những cái là 12 giờ khuya tu cũng không đơn giản, tối hôm nay tiếp tục. Ngay vừa viết nên biết rằng là người cha nghe con nhỏ mà nói chuyện ngộ quá. Cha bữa đó cho rủ một số người đến niệm Phật để đưa tiễn con về cực lạc. Biết sao? Biết tại sao? Tại sao mà cái người mà ta giảng sanh mà ta kêu mình á, mà rủ một số người lên niệm Phật đưa tiễn tới về cực lạc? Biết tại sao không? Tại sao? Tại vì người ta muốn làm cái minh chứng để cho quý vị phổ biến rộng ra, để cho nhiều người biết giảng sanh đó. Giống như bé 11 tuổi liên tỉnh á, chùa mình á, bé ra đi mà lúc cuối cuộc đời bé mà bé tỉnh táo rõ ràng minh bạch luôn, thấy chưa? Mà những đức tặng bé chiếc lắc A Di Đà Phật, bé nói rằng con để là cho thầy chiếc lắc A Di Đà Phật đi thiêu. Có nghĩa quý vị biết đừng có nói vàng mà nó cũng chảy ra, đừng nói chi bạc. Vậy mà thiêu xong rồi thịt xương nhừ tử thành tro bụi, vậy mà chiếc lắc A Di Đà Phật vẫn còn tồn tại. Nó những đức đưa cho những quan ở bên đầu chặng bám cắt vì đi hỏi ông coi có không, đưa ông cắt mà nó. Nên quý vị biết rằng là rất là minh bạch. Thì bây giờ cháu làm như vậy, những đức muốn quay những video đưa lên hơn cả triệu người coi, đó là quảng bá điều tốt điều thiện. Nó cũng như đứa bé này thôi, mấy tuổi niệm Phật rồi xong nói với cha là ngày đó con giảng sanh. Thì biết rằng là người cha nghe như vậy, người cha rủ một số bạn đồng tu đến, lỡ ngày đó lỡ niệm Phật thử coi như thế nào. Nó nhỏ xíu mà niệm Phật giờ đó xong, cháu ngồi cháu niệm Phật xong cùng với mọi người thôi, chào mọi người tôi đi cháu giảng sanh. Nói quý vị coi lòng tin trong sạch quý vị. Ô ô nó cái lòng tin mình có trong sạch không? Ô sạch lắm đó. Nên bây giờ có được cách tu gì rồi quý vị ô, là quý vị cố gắng dụng công niệm Phật quý vị ô, tương lai Phật A Di Đà ngày xưa tiếp dẫn mình về cực lạc nó tuyệt vời lắm quý vị ô. Cái cảm giác quý vị coi mà bây giờ có giàu sang phú quý cỡ nào mà khi mà thọ mạng đến rồi có cầm theo được gì đâu. Nhưng mà quý vị nghĩ đến cái chuyện khi thọ mạng quý vị đến rồi, thèn ơi quý vị ơi, câu Phật hiệu quý vị niệm lên Phật A Di Đà ngày phóng quang một cái bao trùm quý vị lại. Lúc đó quý vị tận mắt thấy Phật A Di Đà, Quan Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Hoàng Thánh chúng, và tự nhiên quý vị đang nằm trên cái giường gì mà toàn là mặt đất vàng ròng, người dưới đất trên chợ đều nên niệm Phật, toàn là thánh chúng bao vây quý vị lại luôn, xung quanh bị toàn là thánh chúng, trong lòng bị vui sướng vô cùng. Mà theo Phật A Di Đà bị nghĩ cảm giác này sao? Còn bây giờ tiền bạc giàu sang của cải có nhiều cỡ nào, nhưng mà cặn tư nghiệp ghen la ghen xiết chết mắt mở miệng hả, còn chấp củ cải vì nghĩ cảm giác làm sao? Suy nghĩ đi, suy nghĩ đi rồi suy nghĩ đi đó. Bao nhiêu con người trước mặt mình thấy rõ ràng của cải vật chất rất nhiều, chết một cái không cầm theo được gì, việc này là cực kỳ xác thực vì không thấy nữa. Vì thấy những đức cái thời gian mà có cơ hội làm việc thiện, vì thấy những đức làm kinh chưa? Quý vị đã nghe những đức nói bao nhiêu lần chưa? Đánh nhanh rút gọn, đánh nhanh rút gọn, đánh nhanh rút gọn, phải không?
Có nhiều người tưởng những đức là tiền bạc dữ lắm luôn, nên những đức làm không tưởng tượng được. Một lần mấy chục ngàn người là mấy chục ngàn cái máy, tặng quà quá chèn luôn, kết duyên quá chèn luôn. Vì sao? Vì những đức biết duyên hợp duyên tan trong cuộc đời. Có duyên mà không làm, mai mốt muốn làm được, phải không? Đó, phải không? Đó là người ta biết nắm bắt cơ hội quý vị. Nên 15 năm của những đức ở trong ngôi Tam Bảo là cực kỳ thù thắng. Bây giờ mới có ngày hôm nay nè, đạo tràng không chung. Nếu như lúc đó mà lo được lo mắc, sợ hết tiền thì không bao giờ có được nhân duyên thù thắng này. Tại sao quý vị quý những đức? Tại sao quý vị quý những đức nhiều như vậy? Vì sao? Vì những đức quá nhiệt tình với quý vị. Nhiệt tình đến mức mà muốn moi tim, moi gan, moi ruột ra, bỏ trước mặt luôn. Cho quý vị nấu cháo lòng ăn luôn. Quý đến mức như vậy đó. Nó những đức thương quý vị đến mức như vậy mà quý vị không thương những đức nữa thì bị thương ai? Quý vị coi sáng mà tu xong mà những đức nói chuyện gì, quý vị cảm giác như thế nào? Cảm giác lăng lăng cỡ nào? Rơ rụng hết những điều buồn giận, hận trách người, bao nhiêu sự hận thù bao nhiêu năm nay rơ rụng luôn. Chỉ có bổn nguyện niệm Phật thôi, chặt đứt cái tâm hận thù, chặt đứt cái tâm tham lam, chặt đứt cái tâm ích kỷ. Chỉ có sống bằng một cả một tấm lòng đối với cha mẹ, đối với anh em, bên vợ bên chồng, bằng cả tấm lòng mình luôn. Bây giờ què hoặc tật nguyền gì cũng cảm thấy mình hạnh phúc vì mình được niệm Phật. Không buồn nữa, không thấy mình xấu nữa, không thấy mình lé nữa, không thấy mình hô nữa, không thấy mình lùn nữa, không thấy mình mập nữa. Không thấy những điều mà mình cảm thấy mình bị thiệt thòi đó nữa. Bỏ hết những điều mà mình nghĩ mình bị thiệt thòi đó luôn. Vì cái cảm giác này tuyệt vời cỡ nào chưa? Mở rộng tâm lượng ra, mở phạm vi tâm cực kỳ lớn ra. Tâm lượng là một cách để phạm vi mở rộng lớn nhất. Hành vi và cái sự đi của chúng ta nó còn giới hạn, nhưng phạm vi của nội tâm là lớn nhất. Mà phạm vi của nội tâm muốn mở rộng lớn là chỉ có niệm A Di Đà Phật. Phạm vi của nội tâm tuyệt vời nhất. Cái bài chia sẻ này nó quá tuyệt. Nghe mà trong lòng mình mà mình nói thôi mà cái cảm giác nó an lạc lắm quý vị ơi, không biết quý vị như thế nào. Quý vị có an lạc không? Ai an lạc cho anh chàng pháo tay coi. Thôi chúng ta hẹn gặp ở Cực Lạc nha quý vị. A Di Đà Phật. À, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúc vị an lạc nha. A Di Đà Phật.